Năm 2010, trận El Clasico trên sân Nou Camp có đủ cả thẻ đỏ, những tình huống tranh cãi, xô xát và có nhiều bàn thắng. Các bàn thắng đều thuộc về Barca, trong khi những tình huống muối mặt nổi trội lại thuộc về Real, mà cụ thể là ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình của họ, Ronaldo. Bị lấn lướt trong toàn bộ trận đấu, ngôi sao mờ nhạt Ronaldo đã không thể giữ được bình tĩnh trong suốt tình huống rất phổ thông, để rồi suýt bị các cầu thủ Barca tẩn cho một trận. Và trước khi bắt đầu xem video, hãy nhớ nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Trong bóng đá, khó tránh khỏi những tình huống mâu thuẫn, bất đồng giữa các cầu thủ hay huấn luyện viên với nhau. Chính vì những hình ảnh như vậy gây ảnh hưởng không mấy tốt đẹp đến nét đẹp sẵn có của bóng đá. Và đó cũng chính là chủ đề hôm nay tôi muốn nói đến thông qua video tổng hợp những pha bóng thiếu chuyên nghiệp giữa cầu thủ với huấn luyện viên. Đó là thời điểm mà khi Juventus đã để thua trắng 2-0 trên sân nhà Atletico Madrid lượt đi vòng 1/16 Champions League. Và điểm nhấn của trận đấu là hành động chế giễu Ronaldo bằng hành động phản cảm của huấn luyện viên Simeone ở trận đấu mà siêu sao CR7 chơi khá nhạt nhòa. Tuy nhiên ở lượt về trên sân Juventus, Ronaldo đã có màn đáp trả không thể thuyết phục hơn khi một mình 3 lần chọc thủng lưới đại diện Tây Ban Nha, qua đó cùng đội nhà giành vé vào tứ kết. Một tình huống ở tình thế Chelsea và Manchester City đang cầm hòa nhau với tỷ số không đều ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trận chung kết cúp Liên đoàn Anh. Khi đó, huấn luyện viên Maurizio Sarri có quyết định thay thủ môn Kepa bằng Caballero. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha đã khiến hàng ngàn cổ động viên trên sân phải bất ngờ với hành xử rất thiếu chuyên nghiệp của mình khi một mực đòi ở lại thi đấu trên sân, buộc huấn luyện viên Sarri phải thay đổi quyết định của mình. Một hành động chưa từng có trong lịch sử Ngoại hạng Anh và đã khiến cho huấn luyện viên Chelsea không thể kiềm chế được cảm xúc trong mình bằng một loạt những hành động kích động sau đó. Ở cuộc đối đầu siêu kinh điển giữa hai đối thủ không đội trời chung Barcelona và Real Madrid tại La Liga mùa 2010-2011, khi mà đội bóng kiền kiền trắng đang bị dẫn trước chóng vánh 2-0 chỉ chưa đầy 20 phút. Phút 30, Real được hưởng tình huống ném biên, Ronaldo nỗ lực đưa bóng trở lại trận đấu nhanh chóng. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã có một hành động trêu ngươi CR7 để rồi cầu thủ này không giữ được bình tĩnh, thẳng tay đẩy vị huấn luyện viên này. Và hành động đó đã gây ra sự hỗn độn giữa hai bên. Kết cục là Ronaldo và thủ thành Valdes phải nhận chiếc thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Một hành động rất xấu không thể chấp nhận được của cầu thủ bên phía Napoli, Lavezzi, với hành động sút thẳng bóng vào người huấn luyện viên đội bạn. Đây là hành động đáng lên án của số 7 Napoli, đã khiến cho ban huấn luyện của đội bóng phản ứng rất dữ dội và suýt chút nữa đã xảy ra ẩu đả giữa hai bên. We'll be right back.
Ở thời điểm khi mà Everton đang dẫn trước Manchester United 1-0 ngay trên thánh địa Old Trafford, huấn luyện viên Duncan Ferguson bên phía Everton đã quyết định đưa tài năng trẻ người Ý Moise Kean vào sân với hy vọng cầu thủ này sẽ gây khó khăn cho hàng phòng ngự của MU. Tuy nhiên sau đó huấn luyện viên người Anh lại đưa ra quyết định vô cùng khó hiểu khi rút anh ra ở phút 89 và không có bất kỳ lời giải thích động viên nào với tiền vệ trẻ tuổi. Mesut Ozil vốn là một cầu thủ được biết đến với sự điềm tĩnh, lạnh lùng trên sân cỏ. Tuy nhiên, đôi lần có những lúc anh đánh mất đi sự bình tĩnh của mình với việc tỏ ra không hài lòng với quyết định thay người của huấn luyện viên đội bóng. Phút 68 của trận đấu, khi mà Paris Saint-Germain đang dẫn trước Montpellier với tỷ số 5-0, huấn luyện viên Tuchel đưa ra quyết định thay thế Mbappe bằng Mauro Icardi và có vẻ như quyết định này đã khiến tiền đạo trẻ người Pháp tỏ vẻ không hài lòng để rồi đã có lời qua tiếng lại với nhà cầm quân người Đức. Với lối đá thiếu đi sự nhiệt huyết và không mấy thuyết phục của Dele Alli đã khiến cho anh bị thay ra bởi huấn luyện viên Mourinho. Tuy nhiên hành động thiếu kiềm chế sau đó đã khiến không ít người hâm mộ đội bóng lên án chỉ trích chàng tiền vệ lắm tài nhiều tật này. Là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, Cristiano Ronaldo luôn cho thấy vai trò quan trọng bậc nhất của mình trong đội hình mọi đội bóng mà anh khoác áo. Tuy quan trọng là thế, nhưng cũng có đôi lần Ronaldo lại bị thay ra giữa chừng và đó cũng là quyết định khiến anh không hài lòng trong tình huống này. Bị thay ra bằng Paulo Dybala, ngay lập tức siêu sao người Bồ Đào Nha đã đi thẳng vào trong phòng thay đồ với vẻ mặt bất mãn của mình.
Chứng kiến lối chơi hời hợt của các học trò ở trên sân, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã tỏ bất bình và liên tục quát tháo các cầu thủ ở trên sân, đặc biệt là tình huống thực hiện đường chuyền bất cẩn 5 ăn 5 thua của một cầu thủ Liverpool suýt chút nữa đã trở thành tình huống cắt bóng phản công của Fulham. Như vậy, chúng ta vừa được theo dõi lại những tình huống mâu thuẫn giữa các cầu thủ và huấn luyện viên trên sân cỏ. Bóng đá là môn thể thao tập thể, vì thế những tình huống như vậy, huấn luyện viên cần phải hạn chế để tạo nên sự hài hòa trong nội bộ đội bóng. Nếu bạn thấy video thú vị, đừng quên ấn like, share và subscribe. Đó chính là động lực cho kênh ra những video mới hấp dẫn hơn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.